Chương xin chào với tất cả bà con cô bác, anh em, các bạn. Chào các chú các bác là vừa rồi clip vừa rồi Chương có chia sẻ về cái bài thuốc chữa bị bệnh chỉ nha các chú các bác. Thì các chú các bác nào mà bệnh hoặc là có người thân cứ mạnh dạn vào Zalo và Chương sẽ chia sẻ và tư vấn miễn phí cho các bác yên tâm nhé. Thì bệnh chỉ thì Chương nói trước luôn là nói cho biết luôn là mình phải kiêng uống rất là nhiều thứ đồ nóng ha. Cho nên là khi mình vô Zalo mình xin thì Chương cũng sẽ chia sẻ cụ thể và rõ ràng để cho mình về mình sử dụng mình chữa trị cho nó hiệu quả nha các chú các bác. Thì không có bệnh chỉ nào giống bệnh chỉ nào, bệnh chỉ nội, bệnh chỉ ngoại, rồi nó ở độ mấy, độ 2, độ 3, độ 4 thì mới bị lâu rồi, nó nhiều lắm. Rồi chỉ nó chai hoặc nó chưa chai rồi biểu chỉ xệ xuống rồi đi cầu ra máu rồi này kia nọ vân vân, có khi là nó chuyển qua tới mạch lương luôn đó. Thì giờ Chương cũng chia sẻ và giúp đỡ thôi, chứ Chương không có bán thuốc bán thang gì ba cái đồ đó nha các chú các bác. Các chú các bác nào mà muốn Chương giúp, ví dụ như là Chương uống cái gì cái này cái kia thì Chương kể ra, và đồng thời các bác nào mà muốn Chương mua giùm thì Chương sẽ mua giùm thôi ha, chứ Chương không có bán mấy cái đồ đó đâu ha. Chương bán mấy cái này nè, Chương là bán cái này mới nay Chương lên mấy cái này nè ha. Thì giờ Chương xin phép review lên. Đầu tiên là Chương xin phép review lên là cái máy hút bụi. Xin phép review lên cái máy hút bụi nha các bác. Máy hút bụi này là máy mới luôn, 100%. Máy mới 100% của Makita. Hàng này là hàng limited nha các bác. Limited chứ là hàng hàng có giới hạn á. Sản xuất ra thì cái này nó chỉ có sản xuất ra một màu này, và đồng thời nó chỉ sản xuất ít thôi, nó không có nhiều nên nó giới hạn lắm nha các bác. Thì cái máy này là máy nó sản xuất ra là 12V, 12V ha. Pin đây là Chương đóng ha, 12V pin đóng mới đây ha, Chương đóng pin Samsung. Thì trong đây có sạc đó, có đồ hút là đa năng, cái này là hút đẩy là vô tư luôn. Dưới đây nó có một cái lưỡi nhựa, lưỡi lưỡi cao su để mà nó kê lên, nó có khoảng hở để nó hút á. Giống như cái gạt mưa vậy ha, cái gạt mưa xe ô tô vậy, nó như vậy thôi. Rồi đây thì nó có cái ống hút, gồm có cái ống hút này ha, hút dẹp, hút trong những cái kẽ ha, hút những cái kẽ, và cái ống hút dài ha. Đó, cái này mình rút ra mình nối vô nha các bác. Rồi, và được một cái máy. Đây, Chương sẽ giới thiệu cho các bác về một cái máy hút. Hàng này là hàng limited nha các bác. Hàng mà cái màu hồng này là không có ở đâu có đâu ha. Tức là cái hàng này nó giới hạn, nó sản xuất giới hạn. Tức là ngoài thị trường không có, kể cả trong trong Lazada hoặc là Shopee thì nó chỉ có màu trắng thôi ha. Lazada hoặc Shopee thì chỉ có màu trắng thôi, còn cái này màu hồng mới 100% nha các bác, mới 100%. Đây tem, đây tem bảy màu đây của Makita đây, CL108FD. Các bác cứ gõ lên trên mạng ha, trên mạng nó bán nguyên bộ này màu trắng, một máy một pin một sạc này ha, một máy một pin một sạc này nè là 2.740.000 là trên mạng bán ha, Shopee bán hoặc là Lazada bán đó. Bây giờ Trương bán cho các bác cái bộ này, thì các bác cứ theo cái bộ này các bác mua ha. Đây nó có ba cấp chỉnh lực, nó có ba cấp chỉnh lực ha, số 1, số 2, số 3, còn cái này tắt đó. Bây giờ mình bấm vô rất mạnh nha các bác, hút rất mạnh. Rồi số 3 nè đó, rồi số 1 nè, số 2 nè, số 3 nè. Rồi nó có 3 số nha các bác. Đó, nó có 3 số. Mà Chương sẽ đóng bao pin ở đây đầy đủ ha. Đó, và sạc ở đây, sạc 220. Tức là Chương sẽ bỏ cái sạc 220 vào luôn. Nó nguyên giờ Chương bán là nếu ai mua body á thì Chương bán body. Chương sẽ báo cái giá body cho ha. Còn ai mua nguyên combo thì Chương bán nguyên combo. Máy pin sạc, body cũng bán mà máy pin sạc, nguyên cái máy pin sạc cũng chưa cũng bán.
Đây sạc nó là sạc 220 đây ha. À, sạc đây đầy đủ ha. Thì body tức là không có sạc, không có pin thì là 1.1 triệu ha. Không sạc không pin 1.1 triệu, còn có sạc có pin đầy đủ hình như vậy ha, là 1.8 triệu nha các bác. À, đây chỉ khoảng là chương bao ship, là cái này là lúc nào cũng vậy rồi ha. Cái chương trình của chương là như vậy. Rồi. Cái máy hút bụi số 1. Chương về được 6 cái mà chương bán hết 2 cái rồi ha. Chương đăng Zalo chương bán 2 cái rồi còn 4 cái. Máy hút bụi này là còn 4 cái nha các bác. Đó, cho nên là các bác nào nhanh tay thì các bác có được ha, máy hút bụi mới 100%, giá này không có, thị trường không có đâu nha các bác nha. Chương dám khẳng định luôn á, là không có đâu. Máy số 1. Máy pin sạc 1.8 triệu. Rồi. Còn nếu mà body 1.1 triệu ha các bác ha. Body 1.1 triệu. Để bán coi như là thị trường khoảng là bao ship luôn. Thị trường đây chúng giới thiệu 2 cái. Số 1 và cái này là cũng là cái hút bụi đó. Nhưng mà chương chỉ giới thiệu một cái thôi. Còn cái này là cũng y vậy ha các bác, nó cũng y chang luôn ha, nó cũng một hệ đó, cũng có sạc cũng có pin đó. Chương đã bỏ sẵn đây rồi, của nó về là không có sạc pin gì hết nha các bác. Chương mua và chương bỏ vô, chương làm chương bỏ vô để các bác về các bác có xài. Tại bởi vì nó 18 thì các bác còn hy vọng là nó có pin, chứ còn 12 này thì ít các bác nào có pin ha. Cái này pin 12, ít các bác nào có pin này lắm, cho nên chương đóng Samsung hết 5K hết ha. Rồi, nó cũng như nhau thôi ha. Cái này máy mới 100%. Số 1 là 1.8 triệu, là cả pin cả sạc. Giờ cái số 2 đây là chương có những cái hàng phay ha. Hàng phách ha. Hàng phách là cái hàng Makita nha. Cái này là hàng đặt nha. Cái này là hàng chương đặt nha. Là TD172D, hàng chương đặt nhưng về rất là nhiều màu cho các bác. Có màu đỏ nè, màu xanh. Màu đỏ nè, màu xanh. Này 172 nha, màu đỏ, màu xanh, màu nâu, màu đen, màu trắng, màu vàng, màu tím, nhưng mà có một cái là chương chỉ bán màu đỏ, màu xanh, màu nâu, màu đen chưa hết rồi. À, chương đăng lên là anh em đã mua hết rồi. À. Chỉnh cò đây nha các bác. À, chỉnh lực đây nha các bác. Chỉnh lực nút 172 y chang đây nè. Đó, chỉnh ngay đây nha. Chúng ta bấm vào đây là nó chỉnh lực ngay chỗ này luôn ha. Đây số 1 nè. Đây số 2 nè. Số 3 nè. Số 4 nè. Đó, rất là ok nha các bác. Đó. Rất là mạnh ha. Chỉnh ở dưới cũng được nha các bác, chỉnh ở dưới đây cũng được, mà chỉnh trên tay trên đây cũng được đó, chỉnh ở trên này cũng được ha. Số 1, số 2 đó, số 2 ha, chỉnh lên số 3 nè, nhìn đây nè, nút nó nhảy đây nha các bác. Đó số 3 nè, bấm vô nữa cái số 4 đó, số 4 thấy chưa. Số 1 nè, số 2 nè, số 3 nè. Đó. Rồi số 4. Rồi. Đây hàng phách, nhưng mà chưa, hàng này là hàng chưa đặt nha các bác. Hàng này đã rất tuyển chọn và rất là ok. Và đồng thời là test rất là nhiều rồi và rất là ok nha. Chương bảo hành 6 tháng ha. Này là bảo hành 6 tháng, kể cả pin kể cả máy. Nếu có bác nào mua pin thì chương để bảo hành cả pin. Có bác nào là máy này máy 18V, bác nào mong mua thân máy thì chương bán thân máy nè ha. À, bây giờ chương đang kêu cái giá thân máy đi, còn cái giá pin thì các bác nào muốn đóng thì các bác sẽ báo cho tôi chương thì chương sẽ đóng ha. Chương sẽ đóng pin xịn hết, pin chẳng hạn như VTC với lại là Samsung. Rồi, và bác nào mua thì cái máy này thì chương sẽ tặng cho một cái đầu này ha. Cái đầu này là đầu chuyển bu lông, đầu chuyển bu lông nha các bác. Tức là cái đầu này là đầu 1/2, đầu chuyển bông lông 1/2 da băng đàng hoàng nha các bác. Đó, 1/2 đàng hoàng ha. Đầu này rất ok.
có nhiều bạn đã xài cái đầu này rồi, Trương tặng và đã xài rồi, nói rất ngon. À, như vậy nè, đó chuyển thành cái bu lông như vậy đó, mở xe máy rồi đó, rất là mạnh nha. Rồi thì cái cây màu xanh và cây Trương tặng một cái đầu cây màu xanh và cây màu đỏ này bằng giá nhau nha các bác. Tôi bán thân máy nè, thân máy bằng giá nhau, xanh đỏ gì cũng vậy, ai muốn lấy màu vào mình lấy ha. Thì đây Trương test cây đỏ rồi, Trương dán vô cây đỏ, Trương bán cho các bác thân máy. Còn muốn mua pin sạc thì liên hệ với Trương bán đặt pin sạc ha. Đây là số 2 thân máy nè. Chiều 050k nha các bác. Đó, hàng này hàng Trương đặt nha, chứ không phải là hàng cho nổi chợ nha các bác. Trương bảo hành cho các bác 6 tháng là các bác hiểu rồi đó nha. Rồi, cây này là cây đỏ nè. Cây này là cây xanh nè. Đó. Cây xanh Trương test cho các bác luôn nè. Rồi, lên mức 2 nè. Rồi, lên mức 3 nè. Lên mức 4. Rất là ok, máy rất là mạnh nha, không chỗ than nha các bác nha. Đó, máy không chỗ than đó, màu thì như nhau, máy thì như nhau, màu thì màu khác thôi, giá như nhau nha các bác. Đấy, 1.050.000 là cái thân máy đó, cái thân máy. Đây là cái cây khoan, cây này là cây ba chức năng đó, ba chức năng nha các bác, ba chức năng, mã của nó là DHB453, này là hàng chính hãng nha các bác. À, tem 7 màu đây ha. Đây tem 7 màu đây. Đầy đủ ha. Đó. 18V. Hàng này là 18V nha các bác ha. Đây 18V đây ha. Có tem với này đầy đủ luôn ha. Nó có hai chân thôi, ba chân, nó có ba chân. Cái thằng này nữa là nguyên combo ha. Chúng bán rất là nhiều rồi. Cái này là máy DTD 156. Nguyên combo đó là nguyên cặp này, Trương bán nguyên cặp cho các bác dễ mua, giá mềm ha. Đây 18V nha các bác. Đó, món này 156, này kia vít. À, cũng có tem 7 màu đây. À, hàng chính hãng ha. Đó 18V. Thì vừa rồi Trương có test rồi ha. Trương có test cái loại này rồi. Rất là ok nha các bác. Đầu kẹp 13 ly ha, đầu kẹp 13 ly, đầu auto lock ha. Đây là khoan, rồi đây là vặn qua là vít. Em đoạn qua là vít nè, vít để bắt đầu mình cho cấp trượt số 6 này. Đó. Đây là vít ha, bắt đầu là đây là bắt đầu vặn qua là khoan búa. Đây là búa nè. Đó. Khoan búa ha, khoan ba chức năng đó, khoan tường, khoan đồ gia đình xài là vô tư luôn ha. Gia đình nào mình mua cái này xài là vô tư luôn đó, không sợ hư hao hay không sợ phải thế này thế nọ ha. À, Trương cũng bảo hành 6 tháng luôn ha, rất là ok cho các bác sử dụng ha. Còn đây là một cây vít Makita, hàng chính hãng luôn ha các bác, DTD 156 nè ha. À, cái vòng tua của nó là 3.000 vòng ha, 3.000 vòng trên phút, rất là ngon. Mấy cái này hàng này xài rất là ngon, đạp tương là bán rất là nhiều rồi ha các quý vị ha. Đó. Rồi mình đi bắn tôn bắn đồ ha, cái này là hàng mới chăm đi bắn tôn bắn đồ là rất là vô tư và ok luôn. Đó. Tại Lazada hoặc Shopee nó bán 1.3 triệu, Trương đây Trương nó không có bao ship nha các bác, ở đây Trương bán 1.250.000. À, nếu mà các bác nào chuyển khoản Trương bao ship luôn. Đấy. Đấy, cụ thể như vậy ha. Có bát treo, có bát treo đàng hoàng luôn nha các bác. À, máy này có bát treo đàng hoàng luôn, nên là cũng có bát treo ha. Bát treo nó giống vậy nè nha các bác. Đó, bát treo như vậy đó. Rồi, cái cặp này là Trương bán là
2,3 triệu. Đã, cái máy khoan là 1,050 triệu, còn cái máy vít là 1,250 triệu, là 2,3 triệu cái cặp này. Cặp này là số 3 ha. Số 3 Trương bán 2,3 triệu là nguyên cả cặp ha. À, vừa rồi Trương cũng có lên rồi đó, có bán mới cho người ta đó, mới khách hàng rồi mua nguyên cặp, nguyên cặp như vậy nè ha. Nguyên cặp này 2,3 triệu là thân máy thôi nha các bác. Đó, máy 3 chức năng và cái này của Makita chính hãng ha. Cái này là mình không có lừa đảo hay là làm bậy bạ đâu nha các bác. Cái nào ra cái đó ha. Đó, này là cặp này 2,3 triệu. Rồi tiếp vô đây là chừng có một cái Milwaukee. Milwaukee này mới trung hợp nha các bác. Rồi, vừa rồi cái bộ kia là chừng đã bán rồi ha. Bán này này chừng bán rất là nhiều rồi. À, Milwaukee. Tức là ai mua bộ này là Trương sẽ tặng cho cái đầu này nè ha. Tại vì Trương bán cái này là Trương hay tặng cái đầu bu lông. Tại cái máy này nó rất là mạnh để mở bu lông này nè cho các bác. Các bác cứ yên tâm ha. Bộ này là mới ha, mới 100%. Hàng mới mình lắp ráp Việt Nam nha các bác. Đó, lắp ráp Việt Nam, cái này Milwaukee. Đó, Milwaukee thương hiệu của Mỹ nhưng mà lắp ráp Việt Nam. Có công ty lắp ráp Việt Nam ha, đó. Milwaukee thì nó rất là mạnh, nó rất là ngon rồi nha các bác. Đó. Rất là mạnh. Rồi bây giờ chúng ta xài cái đầu chuyển. Đầu chuyển đổi. Đây là một cái đầu từ bô lông 1/2 mình gắn vô đây ha. Milwaukee nó một chạm đây nha các bác. Nó chỉ có đút vô thôi, nó không cần phải kéo ra cái vào ha. Đút là vô ha. Rồi các bác đút là vô. Khi mà lấy ra thì mới kéo ra ha. Còn không bình thường là chỉ có đút vô thôi ha. Đó, đút cái đầu 1/2 vô, sau đó mới lấy cái cục tiếp. Đó, chúng ta lấy cục tiếp chúng ta đưa vô dài ha. Đó, rất là mạnh nha. Đó, rất có chỉnh lực luôn nha các bác. Chỉnh lực đầy đủ ha. Nó chỉnh lực ở dưới đây đầy đủ nè. Đây nè, các bác nhìn nè. Đó, này tự do nè. Rồi, cái này số 1 nè. Đó. Rồi, số 2 nè. Đó, cái này số 3. Ốc nhỏ nhỏ chúng ta đi số 2 thôi ha. Ốc nhỏ nhỏ chúng ta đi số 2 thôi, còn ốc lớn chúng ta đi số 3. Chứ còn đi ốc nhỏ đi số 3 là bứt ốc đó nha các bác. Này rất là mạnh nha. Rồi, báo pin đây luôn đầy đủ. Ha, có báo pin đây luôn đầy đủ nha các bác. Đó, nó như vậy ha. Pin này chưa đóng ha. Pin mới chưa đóng. Pin Samsung đàng hoàng. Đó, báo pin đàng hoàng đầy đủ. Rồi. Bộ này là máy pin sạc đầy đủ luôn nha các bác. Sạc đây luôn, Trường cũng test cái sạc luôn cho các bác xem luôn đi. Cũng y như bộ vừa rồi Trường test rồi đó. Đó, mà bộ này cũng là bộ mới ha. Bộ rồi cũng là bộ mới. Trường lên bộ mới Trường bán cho các bác xài. Rất ok ha. Sạc là sạc 2,2. Sạc lại sạc điện 220 nha các bác. Các bác sạc vô tư. Rồi kim vô nè. Đó, các bác thấy không? Đèn đỏ nè. Rút ra nó chớp xanh cái nó tắt nè. Đó, chớp xanh cái nó tắt. Cái này kim vô đèn đỏ nè. Đó, bác thấy chưa? Đó, rút ra đèn xanh nó chớp cái nó tắt nè. Đấy. Rồi điện 220 ha, rất là ok. Này về mua về sử dụng gia đình hay là đi bắn ốc rồi bắn tôn rồi này kia ha, làm thuê làm mướn rồi hay là mình làm công trình rồi ha. Milwaukee này là mình bao công trình luôn ha. Máy được bảo hành 6 tháng hết nha các bác. Bạn mua về, các bác mua về làm xe đạp xe máy rồi ha. Này mở được cả xe máy rất là mạnh, thực sự nó rất là mạnh nha. Đây là cái sạc. Đây là pin máy ha. Đó. Rất là ngon.
combo này là số 4 nha các bác. Combo này là 2.750.000 ha. Rồi. Combo 2.750.000 nha các bác. Không có chỗ nào rẻ hơn đâu, chung bao luôn á. Cái máy này không đã hơn 2.000.000 rồi nha các bác. Không phải là ít tiền đâu nha. Đó, cái máy này đã máy không chỗ thang mà. Máy 2853 này là ít nhất phải giá 2.000.000 bạc rồi nha các bác. Hiện tại bây giờ Trương cũng không có shop trên Shopee bao nhiêu. Trương không biết cái giá nó nhưng mà Trương đoán phải từ hai giá 2.000.000. Đó, rồi pin sạc có 750.000. Đó, các bác cứ nghĩ đi. 10 cell nha, 18 vô. Pin này là M18 tức là có nghĩa là 10 cell. Máy M18 nha. 5A M18 là 10 cell pin. 10 cell pin Samsung. Rồi cái máy mới. Rồi, clip của Trương đến đây là hết rồi. Rồi Trương cũng xin nhắc lại nè ha, các chú các bác bà con anh em dòng họ nào quen có người thân quen bị ai bị bệnh chỉ mà chỉ đội chỉ ngoại gì đó thì các bác cứ và Zalo liên hệ với Trương. Trương sẽ hướng dẫn và chỉ cái cách chữa bài thuốc để chữa cái bệnh chỉ đó cho các bác ha. Rồi, các bác cứ mạnh dạn lên ha, cứ vào có Trương sẽ tư vấn chữa theo cách của Trương nha. Còn cách của các bác thì sao thì Trương chịu rồi đó, nhưng mà Trương sẽ chữa theo cách của Trương. Thì các bác nào mà có cần thì vô, cần chữa thì vô, bác vô Zalo, bác đăng kết bạn thì Trương sẽ hướng dẫn và tư vấn cho các bác chữa trị cho nó cho nó hết ha. Chữa theo thuốc nam nha các bác nha, chứ không có xài thuốc tây đâu. Và Trương không có bán buôn thuốc nam thuốc gì hết, cho nên là Trương chỉ cho các bác chữa thôi. Các bác nào chữa hết thì Trương mừng thôi. Rồi clip Trương đến đây là hết rồi ha. Trương chỉ đăng sơ về mấy cái đồ này thôi. Rồi Trương sẽ làm lại clip tiếp theo nếu như mà Trương có hàng ha. Cảm ơn các bác và đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại clip sau.